Nhật Bãi Hồng Thinh xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Dạ vâng, lời đầu tiên Hồng Thinh xin kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cũng như thường lệ thì Hồng Thinh ngày hôm nay lại gửi đến cô chú anh chị nhà mình hai mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật cả nhà mình nhé. Vâng, mẫu đầu tiên đó là thương hiệu Zinai. Và mẫu thứ hai, nó là thương hiệu Paloma. Vâng, cả hai mẫu ngày hôm nay thì đều là dòng phiến vạn, phiến nhấn cả nhà mình nhé. Trước hết thì em sẽ quay thành vách mẫu đầu tiên để cả nhà mình theo dõi. Vâng, mẫu đầu tiên ở bên tay phải màn hình của em, đó là thương hiệu Zinai. Cái này thì nó là dòng đa chức năng, có phiến ấn 3S này, có tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 này. Và bên này thì có chế độ là nấu nước này, nấu cơm và nấu cháo. Đó, rất là đẹp. Cái này thì cũng vung thành sức cạnh này, không chảy xước, không móp méo ở đâu cả nhà mình nhé. Rất là đẹp, thành vách không chảy xước này. Ở trong khay nướng, vị nướng này, toàn bộ là inox này, còn mới kinh keng luôn. Và dòng bếp này thì nó chỉ có một tầng lửa thôi cả nhà mình nhé. Một tầng lửa của lò nướng. Bề mặt đường trên của bếp là mặt sơn, mặt sơn rất là đẹp này. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối này. Đó, cái dòng nhôm này cả nhà mình thấy nó rất là mới này, vô cùng là mới, vô cùng là sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp. Ở trên cũng thế nhá, trên cái vành này nó cũng rất là đẹp này, đang còn sáng bóng luôn. Và đây là thoát hơi của lò nướng cả nhà mình nhá. Chiếc bếp này thì rất là đẹp này, vung thành sắc cạnh này, không chảy xước, không móp méo ở đâu này. Nó là dòng đa chức năng. Vâng, cái này thì cũng rất là đẹp. Ở bên em thì đều đã có lưới chống chuột ở dưới cả nhà mình nhé. Rất là an toàn, bảo đảm. Và dòng bếp Nhật thì bếp nào cũng đều có cảm biến nhiệt, dòng cảm biến nhiệt ở trên để phòng chống cháy nổ, rất là an toàn. Vâng, bây giờ thì em sẽ sang cái mẫu thứ hai của ngày hôm nay. Mẫu thứ hai của ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Paloma, phiến nhấn này. Đó, thành vách của cái này cũng thế cả nhà mình nhé. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh này, không chảy xước, không bị móp méo này. Ở bên này thì nó cũng có chế độ là phiến ấn 3S này, và cũng có chế độ hầm xương này, và có tăng nhiệt độ này. Đó, phiến nhấn rất là đẹp, cũng vuông thành sắc cạnh. Cái này thì đời của nó rất là cao. Đời của chiếc bếp này nó thuộc dòng đời 21. Bề mặt đường trên của bếp là mặt men này, mặt men màu nâu cà phê, phun kim tuyến, rất là đẹp, vô cùng là sắc nét này. Màu sắc thì không thể chê vào đâu được, nó rất là đẹp, rất là mát mát luôn. Vâng, bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối cả nhà mình nhé. Đó, toàn bộ là nhôm nguyên khối này. Ở trên thì có miếng sắt che chắn dầu mỡ này. Ở trong cái họng của nó này, rất là mới này, rất là đẹp luôn. Và đây là thoát hơi của lò nướng cả nhà mình nhé. Đó, ở trong cái lò nướng này, phần thoát hơi đó. Thành vách của chiếc bếp này thì không hề bị chảy xước hoặc là móp méo ở đâu, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh, vô cùng là sắc nét. Ở trong khay nướng, vị nướng này, toàn bộ là inox luôn. Đó, tất cả là inox. Và cái này thì nó cũng chỉ có một tầng lửa thôi. Đấy, cái dòng mà một tầng lửa như thế này thì nhà mình chỉ nướng được tầm một cân tôm hoặc là một cân cá thôi cả nhà mình nhé. Vâng, bây giờ thì em Thinh xin được quay lại cái mẫu đầu tiên của ngày hôm nay. Thì em sẽ test luôn về tính năng an toàn cũng như là ngọn lửa để cho cả nhà mình theo dõi, trông thấy được cái dòng bếp Nhật này thì nó có những cái điều hay của nó như thế nào. Vâng, bây giờ thì em sẽ test lửa này. Vâng, cái bếp này thì ngọn lửa rất là đẹp này, vô cùng là sắc nét luôn. Ngọn lửa thì nó vừa to lửa mà nó lại xanh lửa cả nhà mình nhé. Cái dòng phiến nhấn thì mình chỉ cần ấn nhẹ thôi, đó là ngọn lửa nó lên, nó rất là thích này. Và cái dòng này thì nó đều chỉnh lửa bằng cái cần này, to nhỏ này. Đấy, là nó ở như cái cần này cả nhà mình nhé. Sang bên phải thì là nhỏ lửa, mà sang bên trái là to lửa. Bên này cũng thế cả nhà mình nhé, rất là thích. Bên phải thì lại là nhỏ lửa, sang bên trái là to lửa. Đó, nó lại ngược lại với cái bếp ở bên kia. Vâng, thì bây giờ một bên em sẽ test về cảm biến của đáy nồi.
Còn một bên thì em sẽ test về gió thổi tắt lửa, bởi vì là cái dòng bếp này là nó có rất là nhiều ưu điểm. Khi mà mình đang nấu như thế này mà có tác động của ngọn gió bên ngoài nó làm tắt lửa đi thì nó sẽ khóa ga trong vòng 5 giây sau. Cho nên là em sẽ test luôn về cái tính năng an toàn đó. Và ở đây thì nó có phím ấn 3S này. Đó. Thì chốc nữa thì em sẽ test, bởi vì bây giờ em đang test về gió thổi tắt lửa. Và ở đây thì nó có tăng nhiệt độ từ 160 lên 200. Đó. Cái chức năng của nó thì đang còn rất là nhạy cả nhà mình nhé. Ở bên này thì nó có chế độ là nấu nước này. Đó. Và chế độ là nấu cơm và nấu cháo này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Cái này thì khi mà mình không chọn được nấu cháo thì mình tắt đi, mình bật lên này. Và mình sẽ chọn xong bên này là được cả nhà mình nhé. Đó. Dòng bếp này nó rất là thích. Vâng, thì ở bên này thì khi mà nhiệt độ lên cao thì bếp đã tắt rồi đây cả nhà mình. Cả nhà mình thấy cái dòng cảm biến này nó rất là nhạy. Khi mà nhiệt độ lên ngưỡng 250 độ thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Và sau khi mà bếp đã tắt lửa khóa ga rồi thì em sẽ test về tính năng an toàn của bếp này. Đó, khi mà đã tắt lửa thì đều khóa ga lại cả nhà mình nhé. Đó, rất là an toàn. Và cái lượng ga sẽ không rò rỉ ra bên ngoài nữa. Rất là an toàn, bảo đảm. Bây giờ thì em sẽ lại bật lên luôn này. Và em sẽ test về cái tính năng an toàn của bếp là gió thổi tắt lửa cả hai bếp luôn, để cả nhà mình có thể là theo dõi thấy được cái dòng bếp này nó. Vâng, sau khi mà bếp tắt thì phải 5 giây sau nó mới hoàn toàn khóa ga. Cho nên là cả nhà mình chờ đợi trong giây lát, khi mà đã báo về cái dấu hiệu khóa ga rồi thì em sẽ test lửa luôn. Vâng, và trong khi chờ đợi đó, cái dòng đó thì em lại giới thiệu luôn về cái phần ưu điểm nữa. Vâng, bếp đã báo về dấu hiệu khóa ga rồi cả nhà mình nhé. Đó, cả hai bếp đều đã báo về dấu hiệu khóa ga. Sau khi mà đã báo về dấu hiệu khóa ga rồi thì em sẽ test luôn. Đó, tính năng an toàn của bếp Nhật thì nó rất là an toàn, nó rất là nhạy luôn. Khi mà đã tắt lửa thì đều khóa ga, không có cái lượng ga rò rỉ ra nữa cả nhà mình nhé. Đang trong chế độ nấu này, bếp đang trong chế độ nấu này, rất là an toàn, bảo đảm cả nhà mình ạ. Cả nhà mình mà chưa mua bếp thì có thể là mua một chiếc bếp mà như thế này về để sử dụng cho căn phòng bếp nhà mình thì nó rất là an toàn, bảo đảm. Khi mà mình có nấu thức ăn mà mình quên đi thì nó cũng không gây ra cháy thức ăn nữa, cũng như là không gây ra cháy nồi nữa cả nhà mình nhé. Giống như một chiếc bếp của Việt Nam mình mà quên đi thì nó sẽ cháy thức ăn hoặc là cháy nồi, rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cái dòng bếp này thì nó đã có cái phần an toàn của nó rồi, thì mình mua về sử dụng cho căn phòng bếp nhà mình nó rất là an toàn. Bây giờ thì em sẽ test về phần lò nướng luôn này cả nhà mình nhé. Lò nướng thì lửa đẹp lắm luôn cả nhà mình ạ. Vô cùng là đẹp này, ngọn lửa xanh và đều lửa này. Ở trong khoang nướng thì cũng rất là đẹp này, đang còn mới lắm cả nhà mình nhé. Cái dòng bếp này thì nói chung là khi mà vận chuyển về thì nó sẽ có phần xước xác về bề mặt đường trên. Cho nên là bên em đã sơn về cái bề mặt đi. Còn thành cách... Nói chung là cũng đã spa qua, thế nhưng mà độ mới, độ chắc chắn và độ an toàn của bếp thì vẫn còn rất là đẹp. Đó. Chức năng thì hoàn hảo. Nói chung là cái dòng bếp này thì khi mình mua về thì chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi cả nhà mình nhé. Cả nhà mình cứ sử dụng tầm 20 năm nữa, nó hỏng là mình thay cái khác là được rồi. Nói chung là giá thành thì cũng không cao. Giá thành của chiếc bếp này thì nó chỉ có 2.200.000 đồng thôi. Đó, mà chia nhỏ cho 20 năm thì một năm là nó rơi vào được có bao nhiêu tiền. Nó không có đáng là bao nhiêu trong một năm cả. Mà 20 năm mới hỏng một cái bếp thì cái số tiền 2.200.000 này nó không phải là cao cả nhà mình nhé. Mà mình lại mua được cái sự an toàn cho gia đình nhà mình. Vâng, bởi vì là nó đã có cái dòng cảm biến nhiệt rồi, nó đã có cái dòng cảm biến này là nó phòng chống cháy nổ rồi, thì nó sẽ an toàn cho gia đình nhà mình. Khi mà mình nấu nướng mình quên đi thì cũng không sợ nữa. Và cái dòng bếp Nhật này thì nó lại có thêm cái phần hay nữa là nó sẽ tiết kiệm được cái lượng ga cho gia đình nhà mình 30-40% lượng ga cả nhà mình ạ.
Đó, khi mà một chiếc bếp của Việt Nam mình thông thường là cả nhà mình cứ nấu 2 tháng là hết một bình ga. Thế nhưng mà cái dòng bếp Nhật này thì cả nhà mình có thể là nấu 3 tháng hoặc trên 3 tháng. Đó, chẳng hạn như là các bác mà cao tuổi sử dụng ít, nấu ít thức ăn hơn thì phải tầm rơi vào 4 tháng mới hết một bình ga. Đó, thì khi mà mình mua bếp thì mình cũng cân nhắc giữa cái số tiền, thì tất nhiên là cái dòng bếp Nhật thì bao giờ nó cũng chênh lệch với cái bếp của Việt Nam mình vài trăm. Thế nhưng mà cái độ an toàn của nó mới là cái sự quan trọng của trong cái căn phòng bếp nhà mình, cả nhà mình nhé. Vâng, thì cái này bên em đang bán với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Và chiếc bếp thương hiệu Paloma phiến nhấn này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu 100 nghìn đồng. Vâng, bác nào mà ưng cái mẫu nào thì có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em. Hoặc là các bác liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487161 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0361487161. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Đó, bác nào mà ưng mẫu nào thì có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em. Hoặc là các bác mà đang muốn nhu cầu về tìm dòng bếp mặt kính này, hoặc là mặt men phun chức năng này, mặt kính phun chức năng, đa chức năng, đó thì bên em rất là nhiều. Hoặc là dòng phiến vặn này, phiến nhấn, dòng đơn giản thì bên em cũng có cả nhà mình nhé. Cả nhà mình mà muốn mua sỉ đấy, hoặc là mua lẻ thì cả nhà mình có thể là cứ liên hệ vào số điện thoại của em là sẽ có bếp đấy. Và trước khi mà cả nhà mình mua bếp ở bên em thì mong cả nhà mình có thể là cọc trước cho em 200 tới 300 đó, để bên em làm lộ phí vận chuyển cũng như là tránh cái tình trạng là bom hàng. Bởi vì là bên em đã có rất nhiều bác là mua hàng, sau khi mà mua hàng rồi thì bên em tin tưởng và đã gửi hàng đi thì các bác bom hàng quay trở về. Cho nên là mỗi một cái bếp như thế này thì khi mà mình đóng đi thì nó rất là nhiều chi phí. Thứ nhất là cái phần chi phí vào đây là phải thuê người đóng này, thuê người đóng gói, và khi mà đóng thì phải rất là cẩn thận này. Chẳng hạn như cái dòng bếp này thì phải một lượt túi bóng này, xong rồi thì lại có một lượt xốp ở bên ngoài, thùng xốp ở bên ngoài, rồi cái tiền chi phí vận chuyển đi đó. Cho nên là khi mà mình bom hàng quay trở về thì mình sẽ không bọc kỹ càng được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bên em sẽ mất đi cái phần lộ phí vận chuyển đó, hoặc là nó còn bị móp méo này. Đấy, hay là bị trầy xước này. Cho nên là trước khi mà bên em gửi hàng đi thì các bác thông cảm là cọc cho bên em vài trăm để làm phí vận chuyển. Và trước khi mà bên em gửi hàng đến cho các bác thì các bác cùng shipper tháo gỡ cái thùng hàng ra để theo dõi ở trong cái mặt hàng của mình. Chẳng hạn như là dòng mặt men mà nó không bị trầy xước hoặc là móp méo thì các bác mới nhận hàng. Còn có những cái dấu hiệu là trầy xước, móp méo thì các bác có thể là trả lại cho bên em, và bên em sẽ chịu trách nhiệm là gửi đi cái mẫu khác. Hoặc là cái dòng mặt kính mà nhà mình khi mà nhận mà kiểm tra cái dòng mặt kính nó không bị rạn nứt hoặc là bị vỡ hay là bị móp méo thành vách thì cũng mới nhận, còn có những cái dấu hiệu ở trên thì cũng không nhận và trả quay lại cho bên em. Đó, thì khi mà các bác mua bếp ở bên em thì cái sự an toàn nó sẽ rất là cao, và bên em sẽ làm an toàn, bảo đảm các bác nhận hàng chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi. Đó, thì bác nào mà có nhu cầu sở hữu về dòng bếp Nhật thì liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Và đến đây thì em Thanh xin được tạm dừng video. Bác nào mà vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.